Chào quý anh chị ha. Hôm nay bảo thiết bị văn phòng Văn Thanh ha. Chị sẽ anh chị cách photo một mặt thành hai mặt anh chị ha. Thì ví dụ những cái văn bản, ví dụ là bên em có một cái văn bản ha. Đây ví dụ văn bản này là đây là những cái văn bản mà có một mặt thôi, có nghĩa là một mặt trước có thôi, mặt sau không có anh chị ha. Đó mặt sau trắng nè. Đó, cái này cũng mặt sau trắng luôn. Ví dụ phô mà chị phô cần hai phô này, phô khi mà chị muốn tiết kiệm giấy anh chị ha. Vì cái muốn tiết kiệm giấy thì chị có thể phô cách này ha, thì nó sẽ sau khi chị bấm vô thì nó sẽ phô hai trang này, nó thành một tờ hai mặt, nó giống như đó. Bây giờ nó là một mặt nha, khi mà phô chị phô thì nó thành một tờ hai mặt như này nè, một mặt trước cũng có, mặt sau cũng có luôn đó anh chị ha. Thì để làm cách này như thế nào thì bên hôm nay bên em sẽ hướng dẫn ha. Thì bên đây là trên là máy photo Ricoh rồi ha, Ricoh. Thì đầu tiên chị chọn khổ giấy, đây khổ giấy là khổ giấy A4 ha chị ha, khổ giấy mình đang sử dụng là khổ giấy A4 ha. Đã hai tờ một mặt ha, hai tờ một mặt thành một tờ hai mặt. Thì đầu tiên chị chọn khổ giấy A4 này ha, rồi chị chọn chế độ phô một mặt thành hai mặt này ha, có nghĩa là hai tờ một mặt thành một tờ hai mặt, nghĩa là một slide này anh nhìn chị thì thấy nó diễn giải ha, một slide thành hai slide ha. Đó thì đỡ đỡ phô đó thì chị phô cách thứ nhất là chị phô ở dưới này ha. Đó đầu tiên chị phô này trước, phô một mặt trước ha. Đó chị phô một mặt trước, chị bấm sát ha. Đó chị bấm sát, rồi tiếp tục chị bấm sát tiếp dưới này nè ha. Tiếp tục bảng số 2 ha, cái tờ số 2 chị bấm sát thì nó sẽ phô hai mặt thành một mặt như vậy ha. Đó rồi chị bấm số bảng đó, là nó sẽ phô hai mặt thành một mặt như vậy. Còn ví dụ mà chị những cái tờ giấy mà thẳng thẳng giống nè, thẳng thẳng là một cái một mặt nè, những cái bảng mà nhiều bảng á, nhiều tờ trong một sách á, thì chị có thể phô cách này. Anh chị bỏ trên cái cây adf này ha, thì anh chị bỏ trên cây adf này để cho máy nó tự động nó phô chị, nó tự động nó sẽ đảo mặt nó phô luôn. Thì ví dụ anh chị bỏ giấy mặt ở trên cùng lên mặt trên cùng này, đó một mặt này, đây cũng một mặt luôn ha. Đó thì ở này anh chị chọn y hệt như cái cách phô tay phải tay ha. Anh chị chọn khổ giấy A4, chọn một mặt thành hai mặt. Đó thì sau khi nó phô, ví dụ anh chị có một sách của 50 tờ, anh chị phô một mặt thành hai mặt thì nó sẽ ra thành bình thường một mặt thành một mặt á, sách một mặt thì 50 tờ, nhưng mà anh chị phô thành này nó sẽ giảm số lượng tờ về xuống thành 25 tờ thôi. Đó hay là những văn bản này mà chị muốn phô muốn phô ra cho nhiều người ha. Đó phô tiết kiệm thì chị cơ thể chọn cách phô này ha. Đó đầu tiên ha, mình reset ha. Đầu tiên chọn khổ giấy đây, khổ giấy A4 ha. Đó rồi chọn chế độ phô một mặt thành hai mặt này này, một slide thành hai slide ha, thì nó sẽ phô tất cả, nó phô thành hai mặt anh chị hết ra. Đó thì anh chị bấm số lượng bảng thay vì bấm sách rồi ra thôi ha. Đó, rồi cảm ơn chị ha, hẹn gặp trong chị những video lần sau ha. Thì bên em là bên văn phẩm thiết bị văn phòng Văn Thanh ha. Anh chị có nhu cầu mua hoặc thuê ha, thuê mấy photo có thể liên hệ bên mình ha. Bên mình là giao bán lắp đặt tại nơi ha.